Dự báo thời tiết chiều và đêm mùng 4 tháng 11 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ.